Kết quả sơ bộ trận so găng cuối cùng giữa Trump và Biden. Kết quả sơ bộ của ABC 7 News cho thấy, ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng trong buổi tranh luận tối 22 tháng 10 giờ Mỹ. Cụ thể, đã có tới 53% khán giả nhận định ông Biden đã thắng, trong khi 47% người xem nghiêng về phía Tổng thống Donald Trump. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đang xếp sau đối thủ Joe Biden. Vì vậy, dữ liệu kết quả sơ bộ trên đây có thể phản ánh đúng tình hình. Đương kim Tổng thống Mỹ và đối thủ Dân Chủ bước vào trận so găng cuối cùng vào lúc 21 giờ tối ngày 22 tháng 10 giờ Mỹ, 8 giờ sáng ngày 23 tháng 10 giờ Việt Nam, tại Đại học Belmont ở thành phố Nashville, bang Tennessee, do nhà báo Kristen Welker của hãng thông tấn NBC điều phối. 6 chủ đề của cuộc tranh luận lần này bao gồm chống Covid-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo. Trong cuộc tranh luận, hai ứng viên tổng thống liên tục xoay quanh vấn đề Covid-19, các tranh cãi về thuế và tài khoản ở nước ngoài của hai ứng viên, cùng với đó là vấn đề Triều Tiên, các chính sách y tế của nước Mỹ, lương tối thiểu, nạn phân biệt chủng tộc và chính sách nhập cư, biến đổi khí hậu. Dự kiến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ diễn ra trên khắp nước Mỹ trong ngày 3 tháng 11 tới. Những thông tin mới nhất sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.